Bò Tư Chiến kính chào cô chú anh chị các tỉnh gần xa. Hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2023. Bò thực ra tiếp xuống trại em gồm có ba bê pháp kem, bò về lô bò lỡ là ba bê nhiều, giá rất là mềm anh chị. Tại bò em giờ giá là 15 triệu rưỡi, 16 triệu rưỡi là có. 15 rưỡi, 16 rưỡi, có một con 15 mấy, 16 rưỡi, 17 rưỡi. Rồi hai mấy triệu rồi, bò rất là đẹp luôn. Rồi chuẩn bị chúng trại sớm về xe nhỏ, giờ em xuống về xe đó là hai xe. Rồi cô chú anh chị các tỉnh gần xa về tính nuôi bò đến trại em xem cùng tham khảo. Rồi xem xét cái chuồng chốt bò em có xe nhà và giao tận nơi cho anh chị. Rồi con này con bông bi bông này rất là đẹp luôn. Còn rất là dài chị, chân tối luôn. Nó đẹp luôn. Rồi xe trước em về nè. Còn cái lâu này xe trước về xe nhỏ. Bây giờ em chuẩn bị xuống trại xe nữa là gồm có ba bê pháp kem. Anh chị có thời gian đến với trại xem, còn không điều kiện thời gian đến với trại thì bò em nhận qua Zalo lần nữa để anh chị xem biết chốt. Em có đăng số trên màn hình là 0395168767. Xin lặp lại số điện thoại là 0395168767 tại bò Tư Chiến. Mời anh chị đến trại xem. Xuống xuống đi. Té lùm trần à. Quá trời cứng luôn. Một bé đây. Con này đưa xuống ở dưới á. Bê lực lắm. Bê này không nhận bê hết biết hết. Oh.
tôi lỡ luôn à. Quá trời, ôi trời.